cách làm một cái USB cài Win 10 chỉ bằng một cú lít chuột mà thôi, cực kỳ đơn giản, mọi người nên xem nha. Mở Google Chrome lên, gõ chữ Ventoy, rồi bấm Enter, sau đó bấm Download, rồi bấm Ventoy có chữ Windows ha, có chữ Windows đây, bấm vô, kéo xuống, mình bấm tiếp là cái chữ Ventoy có chữ Windows, là nó sẽ tải về máy nha. À, là nó sẽ tải về máy rồi, rất là nhẹ nên nhanh lắm. Sau khi tải về mình bấm vô PC, mình mở cái mục Download, mình sẽ thấy một cái file Ventoy mới tải về, nhấp chuột phải vào mình chọn là Attach ha, để giải nén ra cái folder như thế này, nhấp đúp vô, nhấp đúp vô tiếp, rồi mình nhấp đúp vô cái file Ventoy to disk nè, nhấp đúp vô là nó sẽ ra cửa sổ như thế này. Lúc này mình cắm USB vào, nó hiện USB mình tới đây, xong mình chỉ cần bấm một cú lít chuột như đơn giản thôi, bấm Enter, sau đó mình bấm Yes, rồi Yes tiếp, hai lần Yes ha, là xong, đã hoàn thành. Nếu chạy xong là hoàn thành cái USB cài Win ha. Sau khi chạy xong thì cái USB của chúng ta sẽ có cái chữ là Ventoy. À, rồi. Việc còn lại chúng ta chỉ việc copy cái file Windows thôi, file Windows tải từ trên Microsoft về cũng được. Cũng được ha, copy vào USB. À, dán vào đây ha. Dán cái file Win của mình vào trong cái USB là xong, đã hoàn thành. Rồi tắt máy bắt đầu tiến hành cài Win thôi. Và đây là cái thành quả vừa làm xong. Đây là giao diện boot của USB. À, có chữ Win 10 đó. Việc Enter là bắt đầu cài Win thôi nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một tim. Các bạn thấy dễ hay khó thì các bạn comment cho mình biết nha.